Và cái đợt thứ năm này á, em nhận thêm của ủng hộ của cô Tiết là Việt kiều ở Úc 1.500.000 đồng cho gia đình của mình. Và bổ sung thêm, tại vì nếu như không bổ sung thêm là còn thiếu, đó là chị Xuyên là ở Nhật Bản ủng hộ cho gia đình mình 5 triệu đồng. Thì tổng cộng cái số tiền của mình á, tiền mà ủng hộ để xây nhà là 115.675.000 đồng đó. Và tiền cấp vốn mua bò là 45 triệu đồng. Thì tổng cộng cái số tiền của mình đến thời điểm này, tiền xây nhà và các cấp vốn để mua bò chăn nuôi thì là 160.675.000 đồng. 1, 2, 3, 4, 5 triệu đồng. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay là một ngày thứ tư. Hôm nay là ngày 15 tháng Chạp. Còn nửa tháng nữa là chúng ta sẽ đến Tết Nguyên Đán, hay còn gọi là Tết âm lịch. Và hôm nay Bùi Hồ tranh thủ thời gian để mà đến đây vô gia đình của anh Sang. Và đến đây thì cũng gặp anh Nhiều đang uống nước trà nè. Thôi thì anh Nhiều uống trước đi, bây giờ cho em đi qua bên kia tham quan vòng rồi cái em quay lại ha, cho khán giả xem cái. Đi anh Sang ơi. Trời, đi học về ăn cơm rồi đó hả Trân? Dạ. Ngon không? Dạ ngon. Thôi đi. Rồi chào ai. Xin chào chú Hồng. Qua nhà bên kia có nhà mới rồi, mai mốt khỏe rồi ha. Dạ. Cũng cái là đường đi quen thuộc này. Bò hấm gà sao ok không? Cũng ngon luôn. Nhớ chú ý để ý với nó, thân thuộc với nó. Có đi mặn vậy chứ lát rồi cũng chị vô coi thằng kia hút thấm rồi. Cô báo của anh chị thấy phần này tô xong hết trơn đó thấy không? Đẹp ghê ha. Ở ngoài mặt trước này tô luôn rồi nè. Chỉ còn trét bơi thôi ha anh. Mặt trước này tô xong hết rồi. Coi như là cũng còn, anh Nhiều nói cũng còn 2 ngày nữa là xong rồi. Mai mốt nữa là xong luôn. Đây tô được hồi sáng, tô được khúc ha. Còn cái đoạn này đây tới chiều xong quá. Thì tới chiều cũng gần xong. Gần xong. Mai mốt nữa là khỏe ha. Mai mốt nữa là xong hết luôn á. Cô bác anh chị thấy không? Nhà ở trong. Bây giờ còn mai mốt nữa rồi quét dọn nữa cho sạch sẽ lại ha. Điện này cô bác anh chị, điện treo trên cao vậy á cho nó sáng, đủ ánh sáng cả cái ấy luôn, cả cái sẵn hồi trước như cái phòng trong này nè. Nay mình tham quan sơ lại thôi, thì sau này khi mà gắn cửa xong sẽ quay lại lần nữa ha. Này xả hết rồi, giờ còn chưa có đi bơi nữa nè rồi. Đây là cũng ok hết rồi nè. Vui không? Hôm nay vui nhiều không? Cũng vui. Vui nhiều ha. Điện thật ra đi ống đồ vô là sạch lắm. Đẹp. Nói chung là hoàn thành hết rồi. Chỉ còn một số cái công đoạn là quét dọn vệ sinh ha. Này để cho lăn bê cái rồi đầu mình mới vệ sinh được. Chứ để nó dính bê qua ngập đi. Rồi nước được cũng xong hết rồi. Qua đây anh Sang ơi. Chào Dương. Dạ chào chú Hồ. Con đang làm gì vậy? Con đang có bò. Hôm nay muốn bệnh này, nói chuyện yếu xìu. Rồi hai con bò nhìn dễ thương ha. Rồi, tạm thời mình làm cái này, nữa mình xây thêm ha. Tính xây đó mà mấy bữa gà về chưa có ở không, bị mất lo phụ bên kia làm bên kia đó. Có cô bác bên chị hỏi hai con bò này bao nhiêu tiền thì hai bò này 33.500.000 đồng. 16 với 17 triệu là 33 triệu với lại 500.000 tiền cắt cỏ nữa. 33.500.000 đồng. Phần bò thì mình để bên đây ha. Cũng được ha. Rồi bây giờ đi qua bên kia đi đường nào. đi đường này cũng được. Tạm thời đi đường này luôn đi. Dạ. Có một cái mít bị hết pin rồi. Nói chung là cũng đuối quá, anh nữ muốn bệnh nè. Nói chuyện cái nó bị yếu xìu, cô bác của anh chị thông cảm nha. Vô ngồi đi anh Sang ơi. Gãy hả? Dạ. Hai cái luôn hả? Chơi luôn. Qua nó ngồi đi. Ngồi nó lên hình nó cho đẹp luôn. Hôm nay cái cảm giác mà nó hoàn thành gần xong rồi đó. Rồi sao? Nó cảm nghĩ nghe vui vậy anh. Dạ. Cái cảm nghĩ mình nói em nghe vui vậy. Thôi làm ly nước trà ngay. Cho đỡ buồn ngủ. Vô lấy dĩa bánh cho chú Hồ ăn đâu. Thôi được rồi anh. Mà trong nhà không mà khách sáo gì. Thôi hôm nay bây giờ đến đây như thế này. Trước tiên là quay cho cô bác quý anh chị xem. Như anh nhiều hôm qua thông báo thì cũng còn 2 ngày nữa là xong hết luôn. Kể cả là trét bê với lại xây tường, dọn dẹp xong là xong hết luôn. Và em đã đặt luôn cái phần ăn mừng rồi. Yeah. Bữa ngày hôm 19 là ngày hôm chủ nhật, 19 âm lịch đó cô bác quý anh chị. 19 âm lịch thì là ngày hôm chủ nhật. Hôm nay là ngày hôm thứ tư, 5, 6, 7 chủ nhật còn 4 ngày nữa. Thì mình ăn mừng khoảng 10 giờ. Yeah. Thì bây giờ anh sẽ tranh thủ, anh sẽ bên vợ anh gì đó, bên đây đó. Yeah. Bên vợ anh với lại mời một số người bạn thân thiết nhất của anh. Thì yeah. Trong đó thì có anh nhiều đồ nữa nè, với lại thợ Hồ. Yeah. Ừ, ở xóm đâu ha. Yeah. Để mình có tình làng nghĩa xóm với nhau, những người mà đã từng giúp đỡ mình vận chuyển vật tư đồ đó ha anh ha. Yeah. Yeah. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì em đến đây em công bố cái số tiền của mình luôn. Yeah. Thì còn cái danh sách Mạnh Thường Quân mà ủng hộ á thì em sẽ công bố sau khoảng thứ 7 gì đó. Nhà sạch sẽ luôn, em đọc lại một lần nữa. Tại vì Mạnh Thường Quân ủng hộ qua rất là nhiều đợt. Ủng hộ cho mình, Mạnh Thường Quân ủng hộ cho mình là em thống kê lại là nó qua 5 đợt. Và cái đợt thứ 5. Và cái đợt thứ 5 này á em nhận thêm của ủng hộ của cô Tiết là Việt kiều ở Úc 1.500.000 đồng. Yeah. Cho gia đình của mình. Và bổ sung thêm, tại vì nếu như không bổ sung thêm là còn thiếu. Đó là chị Xuyên là ở Nhật Bản ủng hộ cho gia đình mình 5 triệu đồng. Thì tổng cộng cái số tiền của mình á, tiền mà ủng hộ để xây nhà là 115.675.000 đồng. Đó. Và tiền cấp vốn mua bò là 45 triệu đồng. Thì tổng cộng cái số tiền của mình đến thời điểm này, tiền xây nhà và các cấp vốn để mua bò chăn nuôi thì là 160.675.000 đồng. Đó thì bây giờ đó là cái số tiền của mình. Sau khi mà cô Tiết Việt kiều Úc 1.500.000 đồng với chị Xuyên Nhật Bản 5 triệu đồng, thêm 6.5 triệu nữa. Thì em sẽ thống kê lại chi ra. Đó thì em sẽ sáng em ghi thống kê lại cũng bây giờ như thế này. Trước tiên là phần chăn nuôi cho nó dễ ha. Thì chăn nuôi tổng cộng của mình là của chú Hùng và bạn của chú ở Canada. Yeah. Ủng hộ cho gia đình của mình là 45 triệu đồng. Đó. Chi 2 con bò là 33.500.000 đồng. Yeah. Một con 16 triệu, một con 17 triệu, một con 16 triệu thì thêm 500.000 đồng tiền cắt cỏ để cho người ta mình gỡ 10 ngày. Đó. Rồi thuê xe là em gửi cho 1 triệu đồng. Ở trên đó xuống chuồng và mùng bò là 3 triệu đồng. Yeah. Và máy bơm, hôm trước chú Hùng thì nói hỗ trợ cho mình cây nước, nhưng mà khoan nước như thế này nó rất khó, mình lấy máy bơm cũ. Anh ứng tiền để mua cái máy bơm. Yeah. Là 1.5 triệu là cái con ngựa mua tưa á. Vậy thì tổng cộng cái số tiền của mình chi ra là 39 triệu tiền cấp vốn. Yeah. Số tiền cấp vốn mình có hiện tại là 45 triệu. Mình chia ra 39 triệu, mình còn lại 6 triệu đồng. Yeah. Thì cái 6 triệu đồng này mình sẽ, em có trao đổi với chú Hùng, mình sẽ sử dụng, chú Hùng nói 3 triệu đồng để mà mình đặt tiệc cho gia đình của mình, 2 bàn, mỗi bàn là 1.500.000 đồng. Vậy thì cái số tiền của mình là 3 triệu đồng, còn lại tiền cấp vốn là 3 triệu đồng. Thì 3 triệu đồng này thì mình sẽ sử dụng để mua gà, giống và dịch giống, với lại thức ăn, với lại chuồng trại. Thì cái này sẽ đủ vô cái phần đó. Thì sau này mua bao nhiêu còn như nhiêu em sẽ đưa anh. Mình sẽ mua thức ăn rồi đó. Rồi, rõ chưa? Rồi em sẽ nói lại cái tiền mà cái thẻ nó bị đổ lỗi của bác của anh chị. Tiền xây nhà của mình là 115.675.000 đồng. Tiền vật tư để xây nhà là 68.640.000 đồng. Đây là tất cả các hóa đơn. Ở đây là thì chừng nữa em sẽ 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, đó, 5 nè, đây nữa nè. Nói chung rất là nhiều hóa đơn, 7-8 cái hóa đơn gì luôn á. Đó, thì hết cái hóa đơn ở đây nè. Có cái số hết. Dạ, có hết luôn rồi đó, vật tư rồi đó. Đó, thì trong đó cái tiền thợ của anh Nhiều với lại anh Hải với anh Minh là 19.900.000 đồng. Thì trong đó nó khoảng 19.500.000 đồng với lại 400.000 đồng anh nói với em là mua đồ. Đó. Thì trong đó anh Nhiều là còn 2 ngày, mình còn 2 ngày nữa phải không anh? Là 35 ngày. Nay mời nữa là 35 ngày. Mỗi một ngày công của anh Nhiều là 320.000 đồng. Anh Hải là 21 ngày, mỗi một ngày công là 300.000 đồng. Anh Minh là 6 ngày, mỗi ngày trăm công là 320.000 đồng. Thì tổng cộng là 3 thợ là 62 ngày. Và cái số tiền chi ra là 19.500.000 đồng, cộng thêm 400.000 đồng tiền mua đồ, thiết bị. Anh Nhiều đã nói với em như vậy. Dạ, với tiền xe rồi đó. Anh ứng của em là 27 triệu đồng. Anh ứng để anh mua này mua kia là 27 triệu. Thì trong đó gồm có ăn uống, rồi mua này mua kia, mua tất cả các thiết bị ứng ở ngoài sau này. Đây, tiền ứng nè, mua tôn, mua bột bơi, mua chạy điện nhà. Đó là tất cả các khoản ứng đó là 27 triệu đồng. Thì trong đó 4 triệu đồng mình, 4.500.000 đồng là mình ứng để mua làm trại bò với lại máy bơm. Thì em trích cái phần từ, lấy cái phần từ bên kia qua ha. Thì số tiền ứng lại tiền nhà là 22.500.000 đồng, trừ ra 4.500.000 đồng đó đã ứng đó, còn lại 22.500.000 đồng của tiền bên xây nhà. Thì tổng chi tiền nhà là 68.640.000 đồng tiền vật liệu, 19.900.000 đồng tiền công, 22.500.000 đồng tiền ứng bên xây nhà. Trong đó gồm cả đóng tiền bảo hiểm con anh, tiền ăn uống hàng ngày và của thợ. Thợ thì ăn uống bao nhiêu rồi. Đó, thì tổng cộng cái số tiền của mình là 111.040.000 đồng. Đó, thì còn lại lúc đầu là 115.675.000 đồng, trừ đi 111.040.000 đồng, còn lại là 4.635.000 đồng. Cái này số tiền dư còn lại hiện nay. Thì cái vốn xây nhà của mình là bề ngang là 5 m, bề dài là 12 m, tổng cộng là 60 m vuông. Thì với lại đi điện nữa nè, đi đường điện là 111.040.000 đồng. Trong khi đó anh ứng tiền như là đồ ăn, rồi các khoản như là đóng tiền bảo hiểm rồi đó là hết 7,5 triệu. Trong đó cái tiền ứng của mình 22 triệu đó, nó 7,5 triệu đời tiền mà ăn uống đâu. Thì nếu như mà tính về cái tiền mà xây nhà thực tế á, là chỉ có 103.540.000 đồng cho căn nhà 5 m bề ngang và dài 12,5 m, gồm có cả bê đi tô, đồ điện, đồ hết luôn. Tại vì lúc đầu mình tính tổng chi á, tổng chi của tiền vốn của xây nhà là 111.040.000 đồng, nhưng trong đó 7,5 triệu là anh dùng vào cái chi phí khác. Ở đây thì có 7,5 triệu anh như là mua đồ ăn nè, 2 triệu mua đồ ăn nè đó, rồi tiền mua bảo hiểm cho các bé nè, đó 1,5 triệu nữa nè. Anh ứng đó, mỗi cái lần ứng đó thì mình không có tính cho xây nhà được. Tại vì nếu như mà mình tính vô nữa thì cái số tiền đó là người ta nói ủa sao xây nhà nó hơi cao. Nên là số tiền mà thật sự để xây nhà và làm đường điện là chỉ có 103.540.000 đồng, và cộng thêm 7.500.000 đồng tiền anh ứng để mua đồ ăn và mua bảo hiểm cho bé. Dạ, nên chi phí xây dựng, chi xây dựng nhà và vật dụng anh đã ứng rồi, là em chi 111.040.000 đồng. Thì mình chỉ còn lại được là 4.635.000 đồng. Và 3 triệu đồng tiền bên đây, tiền chăn nuôi. Tiền chăn nuôi này thì sau này mình sẽ em đứng ra mua chăn nuôi thêm. Tiền này coi như là vừa đủ. Còn chỉ còn dư lại 4.635.000 đồng làm vốn. Và mai đó là chị Xuyên ở Nhật Bản là hỗ trợ thêm 5 triệu đồng. Cô bác của anh chị cũng chi tiêu kiệm, và thợ thì làm cũng rất là cực công. Và đặc biệt là anh nhiều với lại anh Hải với lại anh Minh nè. Nhưng mà như thế này, đó là cái số tiền tổng cộng đó em công bố như thế thì chắc anh nhiều, anh Sang thì anh Sang nắm anh nhiều thấy như thế rõ ràng không? Rõ ràng. Ừ, để cho nó ấy. Và anh Sang thì anh nhiều thì anh đã ứng của em hết 15 triệu đồng. Vậy thì còn lại là 4.900.000 đồng, đúng không? Rồi, bây giờ em đã rút tiền luôn và em giao cho anh luôn. Lại dứt luôn cái khoản bên anh cho nó dễ ha. 1, 2, 3, 4, 5 triệu đồng đó. Đủ không anh? 4.900.000 đồng, dư 100.000 đồng. Thôi bây giờ tiền của Mạnh Thường Quân 100.000 đồng em cũng nhận lại để cho nó dễ. Rồi sau này khi mà ăn tăng gia anh vô để em có một chút xíu phần quà thưởng cho anh cũng như các anh thợ nha. Anh Sang gửi là anh nhiều gửi là 100.000 đồng cho em. Này tiền em giữ cho bên anh. Rồi sau này ngày ăn tăng gia là ngày 19 âm lịch thì anh em mời tất cả các anh em thợ hồ vô để mà em dành một cái phần quà riêng của em cho các anh ha. Cái đó là anh không lấy tiền đồ. Dạ. Không lấy luôn. Không lấy luôn hả? Bỏ luôn, tặng luôn hả? Nhiêu tiền độ nhiêu? 1 triệu mấy gì? Dạ hả? Thôi khỏi đi. Thôi khỏi. Đó, đó là tất cả các anh nhiều em công bố như vậy thì anh thấy anh hiểu nhiều không? Anh nói chưa rõ ràng không? Rồi vậy nắm rõ rồi. Ừ, còn anh Sang ghi gạch ra hết trơn. Dạ. Anh Sang thì sao? Thấy sao? Vậy là sau 2 ngày công lao động này em cũng đã trả xong rồi. Và vật tư cũng đã đủ rồi. Dạ. Và cái phần tiệc tùng em cũng đã lo rồi. Bây giờ chỉ còn nếu như xong hết trơn thì anh còn lại 3 triệu tiền chăn nuôi và 4.635.000 đồng tiền vốn. Rồi dạo hàng tháng này em sẽ cấp cho anh 50 kg tiền của em. Rồi bây giờ em muốn nghe. Rồi sau cái clip này thì chắc sau khi anh Sang dọn nhà xong thì Bùi Hồ vô bàn giao nhà cho anh Sang. Rồi sẽ sạch sẽ bàn giao nhà và đọc tên lại Mạnh Thường Quân đã ủng hộ mình từ trước đến nay nha. Tại bây giờ để ra quay clip dài quá cô bác anh chị cũng ngại xem. Với lại con số nhiều quá. Rồi anh có muốn lời nào nói với Mạnh Thường Quân không? Vậy Sang Mạnh Thường Quân giúp đỡ Sang vậy thì cũng rất cảm ơn. Bây giờ cũng tạ ơn với Mạnh Thường Quân, với các cô chú, với anh chị trong nước và ngoài nước. Rồi vậy Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân. Thì sau này thì sẽ công bố danh sách Mạnh Thường Quân để ủng hộ cho anh Sang cũng như là cho các bé có nơi ở ấm cúng. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh Sang.